Con thỏ chạy thục mạng. Tôi đuổi theo khắp sườn đồi. Rồi tôi chờ đó ở dũng bùn. Con thỏ rất nhanh. Nhanh như ngu. Không biết là mình phải được tránh gây chú ý. Nó làm soạt soạt lá cây. Nó nghĩ là trốn trong bụi cây thì lũ diều hâu sẽ không nhìn thấy. Cỏ xào xạc. Rồi Ben, một viên đạn chuyển thẳng về trời. Năm xương cô bé. Ruth là bạn của cháu. Cháu nói gì? Ông sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Bạn ấy nói bạn ấy không phải là người đầu tiên. Đầu tiên à? Bạn ấy không thể nói gì cho cháu biết đâu. Ai nói dối đây chứ? Người trường đạo của cháu à? Các thiên thần. Bắt lấy con bé. Con thỏ đang bỏ chạy. Đi đi. Không nơi nào an toàn hết đâu. Giê-hô sẽ tìm được ngươi. Xin chào. Tôi đoán là cô đã cắn đinh rồi. Tôi đoán thế. Tôi đã cố gọi giúp đỡ nhưng mà thông thường thì mỗi khi cần thì lại không dùng được. Đúng không? Tôi cũng nghĩ thế. Để tôi xem nào. Cô bị sao vậy? Cảm ơn. Được rồi. Đã vào rồi. Tôi đã cố hết sức. Chỗ ở của cô cả bên quốc phải không? Phải. Đó là một căn nhà cổ tốt. Căn nhà đó rất được. Phải. Xa thành phố. Dạ, nó rất đẹp. Nằm dọc theo mấy con đường thời xưa. Người ta nói là chỗ chúng tôi nổi tiếng vì cảnh đẹp. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi phải trả ông thế nào đi? Không cần đâu. Không. Nếu một mình tôi thì tôi làm không xong đâu. Cô có thể làm được đó. Dạ sẽ làm được. Ngoài ra tôi không thích phải bắt cô về tội hối lộ nhân viên thi hành pháp luật trước khi cô ổn định chỗ ở. Được rồi. Cảm ơn ông lần nữa nha. Xin lỗi cô có cái gì? Ở đó kìa. Đây là cái bớt. Đã có lúc tôi sinh ra. Chúc một ngày tốt lành. Cô ơi. Còn một điều nữa tôi muốn nói là cho dù cô ở đây, nhưng đừng có đi lung tung. Ý ông là sao? Ở đây có vài kẻ lạ lùng. Họ có cuộc sống riêng của họ và không muốn bị làm phiền.
Chào em yêu. Chào cưng. Em đi đâu vậy? Anh đừng có hỏi nữa. Có chút trục trặc thôi. Xin chào. Anh nhớ em. Em cũng nhớ anh. Em bị bánh xe cho nên em tới trễ. Em xin lỗi. Hay nói là em không có thay bánh xe đi. Không, thật ra thì em đã thử rồi. Nhưng sau đó thì có một người đàn ông địa phương đến giúp em. Ông ấy có chút kỳ quá nhưng mà ông ấy cũng đã giúp em. Còn anh suýt nữa là cắt đứt ngón tay rồi. Anh suýt cắt ngón tay hả? Phải, hiểm họa thì làm việc nhà thôi. Nhìn anh kìa. Cẩn thận đó chứ, móng tay của anh sẽ dơ đó. Nhưng em thích. Em định làm món gì tối nay vậy? Em định làm món chồng tôi nấu bữa tối cho tôi. Hôm nay anh làm rất tốt. Cảm ơn em. Chúng ta đã xong khoảng 20%. Em nghĩ như vậy là được rồi. Cảm giác rất giống nhà. Cạn ly. Xin chào. Rất vui được gặp cô. Gặp cô tôi mừng quá. Đây là Đen. Chào Đen, chào Sarah. Chúc mừng cô nhé. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã đến. Đây là chồng tôi. Matt, anh khỏe không Đen? Rất hân hạnh nhé. Tôi biết, tôi rất lo. Tôi lo lắm. Qua đây nào, tôi muốn cho cô xem cái này. Chú ơi, tôi ganh tị quá. Đừng vậy mà. Cô muốn lúc nào mà chẳng được. Chỉ cần lên tiếng thôi. Thật ra căn nhà này của ngân hàng. Thật sự là vậy đó. Và anh ấy cũng sẽ được vậy. Nếu anh ấy làm đúng. Được rồi, không áp lực gì đâu nhé. Đây là nơi chúng tôi làm chuyện đó. Chuyện đó sao? Đó là nơi mà điều kỳ diệu sẽ diễn ra. Chúng tôi đã làm được bà đỡ. Và tất nhiên là các bác sĩ yêu thích của tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Vậy cô xin ở đây hả? Đó là kế hoạch hy vọng thành công. Chuyện này thật là tuyệt vời. Tôi rất mừng cho hai người. Cảm ơn, chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Được rồi, tôi cho cô xem nhé. Phần còn lại của căn nhà, đi thôi, chúng tôi xin phép. Ăn cắt nước không? Chắc chắn rồi. Anh ấy thật dễ thương. Chú ơi, đúng vậy. Có điểm gì cần nhắc nhở cư dân mới này không? Tôi uống soda được rồi. Để tôi lấy cho. Nhắc nhở cư dân mới hả? Sao đã nói là anh sống ở gần đây, khoảng 50 dặm về phía nam, ở gần thành phố hơn. Ở đây là một thế giới khác mà, rất thú vị. Tôi nghe nói là anh chơi bóng bầu dục à? Đúng vậy. Chơi bóng bầu dục đúng không? Lúc trước thì đã từng đi thi đấu khắp nước Mỹ. Cho đến bây giờ khi tôi bị chấn thương lưng. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Còn bây giờ, huấn luyện viên cá nhân, cuối tuần sẽ chơi một chút thôi. Nếu tôi thích, chấn thương lưng không phải là chuyện đùa đâu. Điều đó thì đáng sợ hơn là vận động viên bóng bầu dục. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp đi nhé. Cạn đi, cạn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô gặp họ? Cách một tháng một lần thì phải. Tôi không biết nữa. Chị thì hay quá. Có nghĩa là thuốc có tác dụng rồi. Tôi quý làm cô khó chịu hay là ngại đi. Nếu như đó là điều cô lo lắng. Không phải vậy đâu. Cô chưa bao giờ làm tôi khó chịu. Tôi không có ý đó. Tôi biết mà. Tôi biết, thật kỳ lạ mà. Cô sống với những người này. Khi cô còn nhỏ rồi, một bác sĩ đến nói với cô là họ không có thật. Rằng điều đó không tồn tại. Và bảo cô hãy uống thuốc này đi. Điều đó là làm cho cô khỏe hơn. Và rồi mọi người biến mất. Tôi thì không. Tôi không đâu cả. Matt cũng sẽ không đi đâu hết. Điều có vẻ khá thật lòng. Ý tôi là anh ấy thật lòng với cô đi. Tôi nghĩ vậy. Tôi rất muốn sẽ biết được tin này. Không, đời nào. Chỗ đẹp đó. Chỗ này bệnh hoạn quá. Nè, cái quái gì đi. Chị biết đó, chị đã mời bọn em. Và em là ông cầu kiểu gì? Nếu mà không xuất hiện hả? Xin chào. Chỉ có mời em nhưng mà là cách đây 5 tháng. Dạ, nói là em đi chơi mà. Đi chơi có nghĩa là em sẽ xuất hiện với quần áo dơ bẩn. Bọn em vừa hoàn thành chuyến đi chơi. Vậy sao? Em muốn chị gặp viên ngọc trai quý của em. Đây là Sky, còn đây là chị anh Sarah. Trông chị tuyệt quá, cảm ơn em. Cảm ơn chị nha, chị rất tuyệt đó. Còn đây là Musa. Giống như là phim Sabrina, cô phù thủy nhỏ. Tất cả đã lớn rồi.
Cảm ơn chị rất nhiều. Xe của bọn em kìa. Chúng tôi rất thích nó đúng không? Xe của em mua hả? Bác sĩ Matt ở kia đúng không? Bọn em đi rửa ráy đi. Nhanh thôi. Bữa trưa gì vậy hả? Cô không cần lo chuyện làm tôi khó chịu nữa. Bởi vì em trai tôi đến rồi. Xin chào. Nè, vang trắng hả? Không, nước ép táo thôi. Tôi thích giả vờ xem nó là rượu vang. Đó là quần áo kiểu gì kỳ thế? Kiểu công việc bình thường. Đó là cách tôi gọi nó. Sợ là nhẹ và quả tiết thiêu. Hay lắm, giống vậy hả? Đúng vậy. Tôi thích lắm. Cậu nghĩ là tôi sẽ thích lễ hội Burning Man hả? Anh có thích một tâm trí tự do tuyệt đối không? Đó là một phòng khám nhỏ nhưng rất được. Chỉ khám cho 20 bệnh nhân mỗi ngày. Đó là một sự thay đổi lớn. Tôi cũng rất háo hức. Nhờ những năm 20 tuổi thì cuộc sống rất thuận lợi. Sau đó thì có phần hơi điên rồi. Nơi này rất hợp với hai người. Bọn em đã đi du lịch khoảng 6 tháng. Arizona rất tuyệt chứ. Người dân ở Red Rock rất thời trang. Những thị trấn rất tuyệt đẹp, phải rồi. Chị thích sợi dây của em. Phải đi. Em mua nó ở chợ trời đó. Ở Tahoma. Chợ đó giống như là nó đưa bọn em đến đây. Chị vào rừng chưa? Chưa, bọn chị không có thời gian. Anh bác sĩ không muốn dưỡng liều hả? Hai chị em còn phần gì không? Không, giờ là đủ rồi. Được, chị cũng no rồi, cảm ơn em. Quái tuyệt không? Vâng, quái có vẻ rất dễ thương. Đúng thế, khi nào thì em định về nhà? Bây giờ đi. Thôi nào, đừng nhìn em như vậy nữa có được không? Em không định dọn vào căn nhà to đùng kia của chị đâu. Nhưng quá nhiều phòng ngủ. Nhà chúng em là chiếc xe này. Giờ đây là nhà của bọn em. Em được sống trong xe tải hả? Phải, ừ, ngoài ra thì bọn em cũng không thể dọn về căn hộ đó được. Bọn em đã chưa trả tiền thuê nhà từ tháng 11 đến giờ. Nhưng bức tường nhỏ lại. Giống như là chú ơi, Eric, em không biết nữa. Em thấy ở đó không có năng lượng. Chị hiểu không? Được rồi. Ý em là em không biết nữa. Cuộc sống là để sống. Chị hiểu không nào? Sống đó, giống như là sống nhưng cũng cần tiền chứ Eric. Thức ăn, xăng, bọn em sẽ ổn mà, lúc nào cũng vậy. Chị cũng biết mà. Xem anh kìa, chuyên gia nướng thịt. Ừ, người dân ở đây ai cũng giỏi cả. Chị sao? Em muốn thử một cái không? Em ăn chay, ăn chay hả? Ôi chết tiệt, giá như anh biết trước thì tốt. Không sao đâu anh ạ. Ăn cái này cho em đi. Anh không cần phải gì em đâu. Không sao đâu mà. Chị hy vọng số tiền này sẽ giúp em một thời gian. Vậy thì quá đủ rồi. Cảm ơn chị. Em yêu à, em còn bị ý không vậy? Em có muốn uống bia không? Không cần đâu, được rồi. Thật hả? Chứ em còn có thể làm gì? Đây là một chuyện kỳ lạ. Ai lại nghĩ người dân thành phố là chuyển giờ sớm ở nông thôn chứ? Ừ, người dân thành phố đó đang tài trợ cho cuộc sống của tên vô dụng như cậu đó. Mấy cả anh vẫn còn những chiếc xe Jeep của bố dùng để chở đồ đạc. Tuần trước anh đã dùng nó chở nhiều đồ lắm. Em có tưởng là tất cả bác sĩ đều lái xe Audi chứ? Anh hiểu em chứ, bác sĩ này thì không. Bây giờ nó hy sinh cho chị và gia đình chúng ta rồi. Đứa bé đều là duy nhất quan trọng với bọn chị. Có thể là những cái khác sẽ đến sau, kể cả Audi nữa. Em muốn đi tắm rửa một chút. Người của em cũng dơ lắm rồi. Ừ, em vào đây đi. Của cô đi. Em không sao chứ?
Dân. Em nghĩ em đã ngủ quên. Nè, em nghe tiếng em ấy la lên. Anh chạy đến. Anh không ngờ cô ấy lại chỉ khoác khăn tắm vào. Em thấy anh cũng đâu có phiền. Anh chỉ xem cách của chúng ta thế nào thôi mà. Ý em là sao? Em không biết. Em xin lỗi. Gần đây em có những suy nghĩ rất kỳ lạ về chúng ta, về việc chuyển nhà, về đứa bé. Không sao đâu, chúng ta sẽ ổn mà. Em ngồi đi. Em biết đứa bé rất khỏe mà. Các lần kiểm tra rồi siêu âm để cho ra một kết quả y như nhau. Em chỉ là... Em thế nào hả? Em không biết. Giải thích làm sao đi. Hôm qua khi em đi trên đường, cây cối, đá mây và hoa dại ở khắp nơi, mọi thứ di chuyển rất nhanh. Thời gian trôi đi và cuộc sống rất đáng giá, rất mong manh. Nó trôi qua quá nhanh. Này, nhìn anh nè. Chúng ta rất may mắn. Những người khác họ sống nhưng không có thứ ta đang có. Chúng ta mạnh mẽ bởi vì ta có nhau. Em biết. Em chỉ muốn nó có một cuộc sống vui vẻ. Ừ, tất nhiên rồi, anh hứa đó. Anh sẽ đảm bảo chuyện đó. Em rất yêu đó. Em sẽ làm tất cả cho con bé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em biết. Đó là một người đàn ông. Đàn ông thế nào? Tóc đen, râu dài, mắt đỏ sực như lửa. Mắt như lửa hả? Anh ta có nói gì với em không? Không. Em có nói gì với anh ta không? Không, em không nghĩ vậy. Em thực sự không nhớ. Em không muốn nói về chuyện này nữa. Được, anh biết rồi. Lần này thì anh sẽ cho qua. Nhưng đây, thứ này rất tuyệt. Tối qua các thiên thần lại đến. Họ nói chuyện với mình. Mình không sợ. Buổi tối thế này rất thích hợp đi dạo đó. Được rồi, thế nhé. Em làm hay lắm. Được rồi, trận đấu kết thúc. Này, anh làm đi, em sẽ xem. Eric, sẵn sàng chưa? Chết tiệt, xin lỗi. Ra ngoài rồi, hay lắm. Là lỗi của anh. Cho tôi chút thời gian để hôn. Này, chỗ đó, nghe với cây nho đó.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và anh chịu sống trên một cái nghĩa trang. Hay thật đấy. Đây không phải là nghĩa trang mà là cái mộ. Ôi chú ơi, cô ấy còn trẻ quá. Được rồi, tôi biết chuyện này rất tệ, nhưng chúng ta đang sống cho nên cứ sống thôi. Chúng ta ở đây, nếu vui chơi thì nên chúng ta mới đến đây. Cô ấy không đi đâu cả đâu. Chị có thể đến thăm cô ấy sau. Mau lên nào, ai đến trước thì sẽ có bia uống. Rồi bọn tôi vào khách sạn bị ma ám ở Berlin. Tôi đoán là tầng 9 là đáng sợ nhất. Cho nên bọn họ muốn cho bọn em ở đâu cũng được, trừ tầng 9. Em thật sự tin vào mấy thứ giáo dẫn này sao? Ở những vùng ven biển, mọi người đã dừng hết việc trồng trọt để săn bắt. Để săn bắt hả? Săn bắt ma, đúng đó. Thật mà, làm gì có thật. Không, để em cho anh xem. Đây, cái gì vậy? Máy ghi âm, EVP, có nghĩa là hiện tượng điện âm, và dùng nó để bắt ma. Anh cứ cười đi, nhưng tôi nói cho nghe, mọi người đã qua chỗ giam giữ nô lệ chưa? Chỗ đó rất điên rồ. Mấy bức tường cao chỉ mét tư thôi, và họ treo dây xích lên tường. Và chúng ta có thể cảm thấy được. Ý tôi là các linh hồn họ muốn chúng ta nghe thấy. Em đã nghe thấy, nghe đi, phải rồi. Nào, cứ nghe. Eric. Hey. Này. Oh, em xin lỗi. Cái quái gì thế? Anh không nghe thấy sao? Không, anh không nghe thấy gì cả. Anh không nghe thấy. Vậy mà... Vậy là anh không tập trung nghe rồi. Được rồi, hôm nay anh nghe thấy là đủ rồi. Nếu anh không tin đen thì hãy hỏi Sarah. Hỏi cô ấy chuyện gì chứ? Hỏi chị ấy là chị ấy tin có ma hay không? Đủ rồi Eric à. Cái gì? Chị chưa kể mà. Kể gì? Khi bọn em còn nhỏ. Dừng lại đi. Khi bọn em còn nhỏ hả? Cái gì thế? Khi bọn em còn nhỏ, ở nhà bọn em có ma. Thật hả? Hai ngày trước, khi tụi em lên 6, và họ đến vì bọn em. Họ đến vì em. Phải. Anh biết cái gì để cứu bọn em không? Bướm hả? Chuyện đó xảy ra được chứ? Không có gì lý do gì để từ chối cả. Đừng tỏ ra mình hay lắm Erica. Tôi không tỏ vẻ gì cả. Em xin lỗi. Em không. Sarah, thôi nào. Thật khó tin là cô ấy là chị của em. Tại sao? Cô ấy có lòng yêu thương, tử tế, chu đáo. Đều là những thứ mà em không có. Em nghĩ là ai cũng có mặt trái cả. Cho nên chị ấy chọn anh. Trên những ngọn núi đèn có nhiều ma lắm đó. Sao? Ý anh là sao? Vào những năm 70, nơi đây có một kẻ giết người hàng loạt. Ai? Báo chí gọi hắn là kẻ ăn thịt người, Ken. Nói là hắn cắt thịt nạn nhân của mình rồi ăn đó, một loài sa tăng quỷ quái nào đó. Hắn bị bắt rồi phải không? Phải, thật đáng sợ khi biết rằng loài người như vậy đang ở tù và vẫn già đi như chúng ta. Hết rồi, hắn trốn thoát hả? Không, hắn đã chết. Nhà tù bị thiêu rụi trong những năm 80. Đây là một tin rất lớn ở đây. Có khoảng 100 người bị nhốt bên trong và chết trong nhà giam. Chúng ta cần phải kiểm tra xem. Phải, cái gì? Hôm nay là một đêm rất tuyệt. Phải rồi, trăng tròn. Sao hả? Em muốn đưa chúng ta đến nhà tù bị cháy sao?
Phải, vào buổi tối. Bởi vì hôm nay là đêm trăng tròn mà. Làm sao mà trăng tròn lại là một ý tưởng hay? Nếu bây giờ anh muốn đi thì trời vẫn còn sáng đó. Vấn đề là đến tối thì ma mới xuất hiện. Vậy nếu như đó là được ghi trong sổ tay bắt ma của em hả? Tôi luôn muốn được đi xem nơi đó. Cái gì? Anh, tôi nghĩ là ta nên đi, sẽ rất vui. Thôi nào, Free. Lúc học trung học thì đứa nào cũng đi rồi mà. Giống như là một dạng thách thức, giống như thách hôn nhau trong nhà tù. Đó là vậy đi. Ta có thể quay phim, phải rồi. Em không muốn làm chuyện này. Sẽ rất vui đó. Nào đi đi. Còn anh thì sao mấy? Anh có chơi không? Thôi nào, không có ma đâu mà. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thật hả? Thôi được rồi, anh đi nữa. Rất tuyệt đi. Rất vui lắm đi. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là một chút phiêu lưu thôi. Này, cái áo len cũ mà anh thích đâu rồi? Sao lại làm vậy? Trời lạnh lắm đó. Ý em không phải vậy đâu. Nó đã đến chuyện bướm là sao? Lại là Eric nữa. Em không biết có thể chúng làm ổ trong nhà, rồi chúng bay ra, bay vào phòng bọn em. Ngay đây, nếu kể mấy câu chuyện dối dẫn đó, đi vòng quanh thế giới, dùng tiền của chúng ta coi như là anh bỏ qua. Còn chuyện này là sao? Ma, bướm. Phải chứ, em chưa bao giờ nói chuyện đó với anh. Anh không muốn em trai của em cứ xen vào chuyện chúng ta. Anh có thể hạ giọng xuống được không? Em xin lỗi về chuyện tấm xét. Nếu ra thì em lên nói với đó. Ừ, không chỉ là chuyện tấm xét đâu em à. Là mọi chuyện. Không trả lời email của em. Không nghe máy. Còn giờ thì xuất hiện bất cứ khi nào nó muốn. Kể mấy câu chuyện dối dẫn mà rõ ràng là có ảnh hưởng đến em. Vậy thì chủ đề có ích gì chứ? Anh muốn xem thứ mà nó xem. Và làm rõ một chuyện đi. Và trần chuyện này. Và cả mấy câu chuyện quan đường mà nó dựng lên. Nó không thuộc trách nhiệm của anh. Nhưng mà em thì có. Em là mẹ của con chúng ta. Cho dù là em sinh ra sớm hơn cậu ta 2 phút, nhưng mà em đã đóng vai bà chị quá lâu rồi. Cậu ta phải lớn lên. Bắt đầu từ hôm nay. Cái áo đó, phải không nào? Cảm ơn. Một tiếng sau bọn anh sẽ trở lại. Một ngày nào đó, chị sẽ nhận ra đây không phải là một sai lầm. Cái gì không phải là sai lầm? Chuyện chúng ta là ai? Thứ chúng ta đã thấy. Thứ mà chúng ta đã nhìn. Sau đó, chị và em có một món quà. Đúng là chị có một món quà. Còn em thì đã thuyết phục anh ấy. Đi chuyến đi giới dẫn đi. Nếu anh ấy có chuyện gì, chị sẽ giết em bằng chính tay mình. Được rồi, gặp chị sau nhé. Dale, anh biết chúng ta đang đâu chứ? Biết chứ. Chú ơi, không có vui đâu nha. Này, em nên nhìn mặt em lúc nãy đi. Dù chú ơi buồn cười chết được. Một lần đủ rồi. Đây. Tại sao lại có người xây nhà tù ở đây vậy? Tại sao không? Có lẽ ở đây an toàn hơn. Alcatraz.
Làm cách nào có thể tìm được đường ra khỏi nơi này? Chào mừng đến nhà tù, chết tiệt. Im đi. Thật không thể tin nổi. Ta kêu ra đi, đi khám phá nhé. Nơi này thật điên rồ. Nó vẫn còn. Nhìn xem, anh có gì nè. Xem anh kìa, anh có chuẩn bị hả? Phải, nơi này chắc là to lắm đi. Ôi chú ơi, chú ơi, không vui đâu nhé, thôi nào. Cột động không vậy? Ta đi đến bắt tên khốn ăn thịt người đó đi. Em sẵn sàng chưa? Anh biết em luôn sẵn sàng mà. Cứu tôi! Chuyện này sẽ hay lắm đi. Không, không. Sao vậy? Em hút quá nhiều rồi hả? Ừ, phải. Em nghĩ thế. Này, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Để xuống dưới đó. Ừ, nhưng mà em không muốn. Nè, Scabby, đây là mục đích ta tới đây mà. Em chỉ cảm thấy em không thích lắm. Thôi nào, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu. Anh sẽ trông chừng em mà. Được rồi. Được rồi, đi thôi. Mẹ xin lỗi. Con thật mạnh mẽ. Thank you.
an toàn. Được rồi, đây là một cái sảnh cũ. Được rồi, xong rồi, ta đi được rồi, chúng ta sẽ đến xem, đúng không nào? Đây chỉ là một tòa nhà cũ thôi, không có gì mà em phải sợ cả, hiểu không? Dạ. Em chỉ muốn đi thôi. Em xem xong rồi. Được rồi. Không. Nè. Nè. Em còn sao chứ? Em còn sao chứ? Nè. Em làm gì vậy? Không có gì cả. Nè. Nhìn anh nè. Giờ tôi đi được không hả? Không thể nào. Chính là đây. Đây là nơi tù nhân chết. Là ở đây nè. Ông có ở đây với chúng tôi không hả, Ken? Ken, ông có ở đây chứ? Khoan đã. Thì quá gì đi. Anh có đọc về những người đến ngọn núi này. Họ bảo rộng tôn giáo của họ giống như một dạng nghiên cứu ma quỷ kết hợp dựa trên tà thuật và đạo cơ đốc và truyền miệng. Sirihana. Có thể Sirihana là đấng cứu thế của họ, giống như ác quỷ hơn. Anh xem nè. Những người lạc đường trở về, thức tỉnh cái chết và sự kết thúc bắt đầu, lôi kéo ác quỷ ra khỏi dòng luân hồi. Có ai không? Chú ơi, em không thích dậy đâu nhé. Eric, bình tĩnh đi. Chuyện này là không giống bất cứ chuyện gì ta từng trải qua. Thấy đi được chưa? Chuyện là các bạn của chúng ta đang cứu. Em mặc kệ đây này làm em nổi da gà. Thôi được rồi, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Em ổn hơn chưa? Eric. Ôi chú ơi, tôi có gì vậy Eric? Này đây, tôi cần anh giúp. Chết tiệt, đều gọi về bệnh viện đi. Không được, tôi sẽ mất máu mà. Muốn anh ta sao? Anh đừng giết anh đấy đó. Đi, anh đừng giết anh đấy, Eric à. Đứng lên đi, hãy cố lên nào. Được, thôi được rồi, được rồi. Được rồi. Hãy bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Cậu ta gần chảy máu rồi. Tôi không hiểu nữa. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Sarah chắc đang đợi chúng ta. Em vẫn nghĩ ở đây an toàn hơn ngoài kia. Ý em là sao? Em không thấy chuyện gì đã xảy ra nữa. Meg, em đã trải nghiệm qua. Sự khác biệt giữa anh và em là em không muốn chạy trốn. Điều khác biệt là em bị điên rồi, hiểu không nào? Vấn đề là em không muốn đi. Đừng cãi nhau nữa. Chị mình tôi thấy sao? Có ai thấy là chuyện này điên rồi hay không vậy? Tôi muốn về nhà. Có thứ gì đó ở ngoài kia. Nếu muốn lắng nghe, nếu muốn chúng ta nghe thấy, có hiểu không hả? Em muốn cầm đèn pin xuống đó xem là gì hả? Eric, làm ơn đi. Chúng ta sẽ đi khỏi đi. Đi, được rồi.
Chúng ta sẽ trở lại được không? Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cần phải đến bệnh viện ngay. Tôi không nghĩ là có người chịu cho tôi đi nhờ xe. Cô nói sao? Dân. Tôi nói là cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Buổi tối hôm nay thích hợp đi dạo. Dân. Cái quái gì thế? Ôi, không, không. Sao tôi lại trở về nơi này vậy? Tôi không biết nữa. Mọi người có thể bình tĩnh đi nào có được không? Chuyện gì xảy ra vậy? Có thể là có thứ gì đó trong cuốn sách đó. Em nói gì hả? Sách gì chứ? Cái gì? Hai người biết gì mà tôi không biết sao? Là sách gì chứ? Nào, cầm lấy đi. Viết cho những người hiến tặng. Khi dụ dỗ một linh hồn mới, một cái bình sẽ đưa cho người được chọn. Được rồi, ta phải ra khỏi đây thôi. Bằng cách nào? Chắc con đường khác. Ta phải thử lần nữa thôi. Chú ơi, đây là nơi quỷ quái nào vậy? Có ai cho tôi biết chuyện gì xảy ra không vậy? Đây là có thật hả? Bình tĩnh. Ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Eric, anh làm gì vậy, Eric? Đây là nơi ta phải đến. Đây đi, là tín hiệu mạnh nhất mà anh nhận được. Chúng ta được đưa đến nơi đây có lý do rồi. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng tôi phải tìm lý do đó là gì. Nếu anh xuống dưới thì em sẽ không đi cùng đâu. Eric, Sky, cứ để cậu ta đi. Em trai tôi nói là có một cô gái trẻ mới dọn về ở vùng này. Chồng và bạn bè của chúng tôi thì đi tìm cái nhà tù đó. Nhà tù bị thiêu rụi hả? Phải. Tôi phải đi đón họ. Trên đường về ta có thể đón họ được không? Trận cháy đó dù sao cũng mang đến một điều tốt. Ít ra là vậy. Nó đã giết chết thương ác quỷ Ken, giết chết hắn mãi mãi. Chúng tôi cũng nghe về chuyện đó. Hầu như là ai cũng biết. Những người sống ở vùng này đã từng có người thân bị giết bởi cái rìu của hắn. Hắn ta là một kẻ xấu xa, một tên ác quỷ thực thụ. Họ bắt hắn bằng cách nào? Không phải là họ, mà là đội trưởng. Đội trưởng hả? Ông ấy không coi đó một thời gian rồi, nhưng chúng tôi vẫn gọi cho ông ấy. Họ để tôi đi chung gì khoảng thời gian lúc trước, khi ngồi trên xe tuần tra, giống như là ở nhà vậy. Ông ấy đã đem lại rất nhiều điều cho vùng này. Ông ấy là người đã giữ cho nơi này không rơi vào tay bọn sát nhân. Đó là gì thế? Những người sống ở đây tin vào sự khác biệt. Truyền thống được truyền cho nhiều thế hệ.
Đây không phải là con đường lúc nãy mà chúng tôi đến. Ở ngọn đồi này có nhiều con đường lắm. Con gọi gì thế? Cơ thể đang nói chuyện với cô hả? Phải. Tôi muốn anh dừng xe lại. Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi. Không, tôi không ổn rồi. Mà tôi sẽ giờ lại đi. Làm ơn đi. Này, quay lại đây. Không an toàn đâu. Được rồi, ta sẽ tìm nơi khác để ra khỏi đây. Bằng cách nào? Ở đây tối thui rồi. Chỉ có ý nào hay hơn không? Ta sẽ gọi giúp đỡ. Mất sống hết rồi, làm sao đi? Chúng ta phải thử. Yusara đang ở ngoài kia và cô ấy đang chờ chúng ta. Đừng đụng vào em nữa, cứ bình tĩnh đi. Sky, sao con cứ nhà ra đó suốt vậy? Cái gì thế? Thôi là riêng à? Cô đã uống bao nhiêu viên rồi? Cô dùng trong bao lâu rồi hả? Kể từ năm lên 8 tuổi được chưa? Tôi bị tâm thần phân liệt kể từ năm tôi lên 8. Này, chúng tôi bị lạc rồi, có thể giúp chúng tôi được không? Chết tiệt. Có chuyện gì vậy? Có người ngoài đó. Cái gì? Họ là ai vậy? Họ không muốn bị phát hiện. Giờ ta phải làm sao đi? Được rồi, đi nghỉ đi. Được rồi, ta trốn ở trong đó. Giờ chờ họ ra. Anh điên sao? Vậy thì em muốn ở đây giờ chờ họ hả? Còn cách nào khác không? Ta có thể đánh họ. Tránh sao? Nếu ta không thể rời khỏi đây thì sao hả? Nếu như tất cả con đường đều đưa chúng ta về đây thì sao? Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ cố chặn họ lại và tìm người giúp đỡ. Nào đi thôi, mang lên. Mau lên nào, mau lên. Chúng ta tìm Eric đi. Anh ấy không biết có người ở ngoài đó. Nếu anh ta muốn đi thám hiểm thì được thôi. Nhưng xe buýt này sẽ không đi vòng lại đâu. Anh định bỏ mặc anh ấy sao? Đi, nghe đèn, ta phải rời khỏi đi. Bằng cách này hay cách khác, nhưng mà tôi sẽ không tìm anh ta. Mau lên. Ta đang ở đâu thế này? Em không nghĩ đây là đường ra đâu điêu à? Anh đang tìm đi. Eric,
Matt. Guys. Mọi người. Mọi người. Chết tiệt. Anh làm gì ở đây vậy? Chào chú Kri. Thôi đi, mau lên. Giết người, hiếp dâm, đâm cho đến chết. Chôn sống. Chú ơi, giống như là có người muốn chúng ta tìm thấy cái này. Kri. Cô ấy đâu rồi? Chết tiệt. Eric. 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 Tao phải đi ngay. Nè. Em đã quay lại. Có người ở ngoài kia. Cười gì chứ? Em không biết nữa. Họ nói thứ tiếng lạ lắm. Em đã nhờ họ giúp đỡ. Rồi sau đó thì họ đuổi theo chúng ta. Từ từ thôi. Mọi người phải chạy xuống đây vì họ đang đến. Eric à, là nơi này. Anh đuổi với em đó hả? Tao phải ra khỏi đi. Không sao đâu. Đây là mục đích anh đến đây. Bình tĩnh nào. Chuyện này không có thật. Matt. Linh hồn nào bị giam ở đây vậy? Thôi nào, tôi biết các người có thể nghe tôi. Hãy nói với tôi đi chứ. Nào, hãy nói đi nào. Những người đó đang đến. Chỗ này giống như là một nơi tôn nghiêm nào đó, mà không phải là dành cho chúng ta. Cái quái gì đi. Họ là người. Ta phải ra khỏi đây ngay. Anh nghe em nói không? Đây là bẫy, và đây là thứ mà họ muốn. Em sẽ ra khỏi đây. Sky. Sky, thôi nào. Cút đi. Kỳ quá gì thế. Được rồi.
Mấy thôi đợt đi. Ôi chú ơi, chết tiệt. Cô đang sợ gì phải không? Cái quái gì vậy? Anh biết kế hoạch rồi đó. Họ sẽ đi cho đến khi mùa xuân đến. Đội trưởng sẽ xử anh nếu anh sai. Vậy sao? Nhìn đi, cô ta có cái bớt. Lời cầu nguyện của chúng ta đã được trả lời. Cô bé có làm gì đâu. Nó chỉ là một đứa trẻ. Xin Chúa hãy thương tình. Đó là điều mà cô ta sẽ làm. Báo chị chuẩn bị bình. Trăng tròn tối nay thuận lợi cho sinh sản. Chị, đứa bé cần tình yêu thương. Sẽ có ngay. Đây là công việc của tôi. Hôm nay đội trưởng sẽ có buổi biểu diễn. Được rồi cô gái, để tôi giúp cháu. Một trong các người sẽ gặp may. Chúng tôi sẽ làm cho cháu trở thành một người mẹ vĩ đại. Cho đến khi trăng lên, hạt giống đâm chồi, vòng tròn tiếp tục xoay. Ta đã có con bé. Tự cứu mình đi. Qua đi. Ken. Sự lựa chọn của cô sẽ đúng.
phát á. Chết tiệt. Chị không sao chứ? Ừ, em đang gọi tên chị dọc theo hành lang. Chị giống là đang bị mộng du hay gì đó. Không, chị đang xem. Có chuyện gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra ở đây. Matt đâu? Em không biết. Em không biết nữa. Không biết sao? Không. Đây là gì vậy? Chị xẻ ống thịt lột da. Chị lấy này đâu ra vậy? Của Dave. Erica, anh đã chết rồi. Cái gì? Dusty Skeleton và Anna Harris đã tìm thấy. Anna Harris là tên ngôi mộ ở trong rừng. Năm tháng 12 năm 79, cô ấy chết vào ngày chúng ta sinh ra. Cái quái gì đi hả? Erica, chị sợ quá. Erica, chị có gia đình, chị đang mang thai. Chị phải ra khỏi đây. Chị không biết được chuyện gì xảy ra nữa. Thôi được rồi, thật sao ra khỏi đây được chứ? Chết tiệt. Đi. Là ông mà. Anna, có cái bớt. Tôi đã giục mất cô bé ở kho thóc. Sẽ không lặp lại đâu. Họ sẽ giết tất cả chúng ta. Cái quái gì thế đi? Anh làm gì vậy hả? Khốn kiếp. Mày không thể câm miệng lại được đúng không? Tao đã định cho mày mạng sống, nhưng giờ tao sẽ lấy lại. Những đứa trẻ đó sẽ không bao giờ chỉ trích tôi đâu. Tại sao làm vậy chứ? Tôi làm những trò ác quỷ. Tôi làm vậy là vì anh. Tôi chưa bao giờ giết bọn nhóc cả. Đồ khốn. Mày chỉ cần làm đúng việc của mày thôi. Người khác nói gì cũng không quan trọng. Bọn tao chính là luật lệ. Mày sẽ bị thiêu cháy dưới địa ngục. Mày có nghe tao nói gì không hả? Chúng tôi vào đi. Cô đã sẵn sàng chạy máu chưa? Không.
Deoxycon, Luminate, Ray, Affern, Maxon. Không, thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Đừng làm hại con tôi. Thiên thần đáng yêu, chúng tôi sẽ không làm hại con của cô đâu. Không mà, không, đừng, làm ơn đi. Hãy bình tĩnh nào. Chạy đi. Ken. Meg. Chào mừng đến địa ngục, đội trưởng. Không. Đi. Đây. Đi. Ô chú ơi, cô làm sao thế này? Tội nghiệp quá. Đi với tôi nào. Không sao đâu cô gái à. Nào cố gắng đi. Chúng tôi sẽ lấy đứa bé này ra khỏi người cô. Giờ hãy dùng hết sức đi. Cố gắng đi nào. Gắng đi. Gắng đi. Đừng trợn mắt lên với tôi. Cô bé ra rồi. Nó không khóc. Bởi vì nó không còn hơi thở. Không. 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 Đứa con của tôi. Đưa con cho tôi đi. Đưa con cho tôi. Cô có muốn con cô sống không? Nhìn đây đi. Nhìn anh đi. Chúng ta rất may mắn. Em chỉ muốn nó được sống vui vẻ. Tất nhiên rồi. Anh hứa đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em biết mà. Có. Có. Ê,